Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây lại là một video đặc biệt. Cũng khá lâu rồi kể từ khi mình đạt được 10.000 subscriber nhỉ. Và tính đến nay thì kênh Manga Anime Official cũng đã vượt qua được con số 20.000 subscriber rồi. Và đó là lý do ra đời video ngày hôm nay. Và không để các bạn chờ lâu nữa, sau đây chính là phần mà các bạn mong đợi là giveaway đây. Thể lệ của giveaway như sau. Bước thứ nhất, subscribe cho Manga Anime Official. Bước thứ hai, like video này và share nó về Facebook để lan tỏa Manga Anime Official đến nhiều người hơn. Bước thứ ba, comment một số có 3 chữ số từ 0 đến 500 và kèm theo link Facebook của bạn để mình có thể liên lạc khi bạn trúng giải. Ngoài ra, hãy nói cho mình biết bạn thích nhất series anime nào trong những bộ mà Manga Anime Official đã và đang làm. Giải thưởng lần này là 10 bộ bài hoặc vòng tay duy nhất chỉ có ở Manga Anime Official dành cho 10 bạn may mắn. Bạn có thể lựa chọn một trong những bộ bài sau đây. Bài Kimetsu no Yaiba phiên bản trụ cột, bài Doctor Stone phiên bản nhân vật chính, bài One Piece phiên bản mũ rơm, bài Fairy Tail, bài Nanatsu no Taizai bộ thứ nhất và thứ hai, hoặc những chiếc vòng sau đây mình sẽ để hiện lên màn hình cho các bạn. Mình sẽ chốt comment vào 12 giờ ngày 5 tháng 1 và sẽ livestream quay số vào 8 giờ tối cùng ngày nha. Hy vọng là mình không giveaway quá nhiều đến mức làm phiền các bạn. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Manga Anime Official và hy vọng sẽ được tiếp tục đồng hành với các bạn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.